Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Bong oun tang oh chi ti sralang. Chou yeung bongkan da ka thlaing amna akun. Teu chompu Allah subhanahu wa ta'ala. Chou yeung bongkan neu amal ibadat robas yeung teu chompu Allah subhanahu wa ta'ala. Oy ban chran chran. Đồng bây dương tư tôn ban nữ Phật bồn đồ thông thị phía ông lọc của sư bà hà nà hùa ta là nâng đồng bây ở dương chia ngay ông phí cả đã thị rô nà cam rô bà ông lọc của sư bà hà nà hùa ta là Alhamdulillah bọn ông tặng ơn chí tí sở lạnh bọn ông bằng đâm hai thả xâm bà giang cư mến ả thạp rời giói khăn nà xâm bà giang xó lát vì cư chia khnông kạp xa phụp dương chư mùi nâng ông lọc của sư bà hà nà hùa ta là vì cư chia y bà đất mùi khnông kạp xa phụp dương bọn chất khuôn dương từ chụp bộ Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bọn bọn tặng ơn chỉ tiết sở lãnh. Ngay ní, khi nhóm miên bạc thiên là bọn mùi. Đã bày trong trái chư tụng căn bọn bọn tặng ơn ní ông bì. Đù á, đại dương. Trời sốt viên ở bên nà đại dương sầm bà giang. Nếu bên nà đại dương, cổ rộp từ chụp bộ Allah subhanahu wa ta'ala hai mình iblis shaitan. Vì mơ rộng khan chương, vì thơ ở dương mình. Khu sư, việt vừa ở dân mình ta vặt độ nó không sống bao giang ra bao giờ việt vừa ở dân là lai nó không sống bao giang ra bao giờ ta dân ta thua đơn bởi đây ta dân ta đủ a đôi mà đây đồng bay bằng đến sai tôn visvas đàn mà rộng khan nó không sống bao giang ra bao giờ alhamdulillah bọn phụ ôn tặng ở chi tiết sở lạnh hadith mùi ông bì an Usman ibn Abi al-Ash radiallahu an đã chứa sáng bắt rồi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Usman ibn Abi al-As quát nơi ta'if nơi bình nạ đã quát sầm bà giang nơi bình nạ đã quát sầm bà giang sai tôn bàn mơ rồng khan quát sai tôn bàn mơ whispers quát bàn mơ rồng khan nơi không sầm bà giang rồi quát thua ai quát là lai thua ai quát plek mình đang thạc quát sốt hai rừng nữ thua ai quát mình đang thạc quát sầm bà giang nâng ban quần mát rắc ạch hời sai tón ban mô rộng khán khót được đi nô bê nô ta khót trọng phương đơn bệnh quát mát tự chúc nâng rạc xu đủ lọ hì sá lọ lọ hù ảnh hì vật sá lắm nữ mà đi nè nô bê là quát chúc bà nhà hà bạp này quát mát tự chúc nà bì Muhammad sá lọ lọ hù ảnh hì vật sá lắm nữ mà đi nè hãy bì tò ếp từ căn mà đi nè cứ rồi dạy trong ngày với bà hà chí bà mùi rối kì lô bà sân chỉ dân phơ đầm ná sao mai muốn cứ phơ đầm ná để sạch ổt cứ bà hai chỉ bà muối tớ bà mùi thế ngay nâng dục bà muối tớ bà bà thế ngay bì tà ếp tớ căn mà tì nạc cót mang tớ chúc nâng rạc xu lô lô hì sá lô lô hò anh và sân lâm nô bê đa cót mang tớ chúc nâng rạc xu lô lô hì sá lô lô hò anh và sân lâm nâng mà tì nạ cót mang tớ chất nâng rạc xu lô lô hai nô bê nô nô bê đa Usman ibn Abi al-As kat mahu dicet dengan Rasulullah sahaja Rasulullah mina ram punya pahal supray bandita fur dem nak cengai hanya bercukup kat nada Madinah neng perhati cimin ring ay perhati cimin ring ay dah cang suai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mansu tu kan Usman ibn Abi al-As ta nak bercukup nyom nabi way ta nak mau tu mih fur way nopel nung Usman ibn Abi al-As qatman suhu tukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ya Rasulullah inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabisuha alayya ya Rasulullah syaitan wi ban romkhan khnyom ning sembahyang robas khnyom ning ka so robas khnyom ne syaitan wi mo romkhan khnyom ta khnyom trol tvoe damlai ya Rasulullah no pel da syaitan mo romkhan khnyom doch ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban min prasak tu kan Usman ibn Abi al-As ta zaka syaitan yuqala lahu kanzib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban ni jay tu kan Usman ibn Abi al-As ta zaka syaitan syaitan nu trou ban ke hau thmu trou ban ke dak chmu tha trou ban ke hau tha kanzib syaitan dal rum khan nu knong sambah yang robas jeung syaitan dal Jiji, syaitan dah tang tay Vung vuk nuk nung sembahyang rapah yang Dah tua ajeng lah lay Dah tua ajeng men kusyuk tu jemput Allah subhanahu wa ta'ala Syaitan nuk ke Terima kasih hal cuma ta Kinsip
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban prab tu kan Usman ibnu Abi Al-As tha no pe lo Nabi ban bata ti tha fa idza ja'ak no pe na da nak chup do ni no pe na da syaitan ken zip nang mok rom khan nu knong sambah yang robos nak do ni ta nak tro chvo doi mdaik fa ta'awwas billah minhu chou nak sot a'udzu billahi minash shaitanir rajim dambai mon deng ke chen yampi ne hai krai mok watful ala yasarihi thalathan hai chou ne stoh tuk mot te khang chveng robos ne chumnun 3 dong ba nei ta tik tik 3 dong doy jeung phoe doy kom chrol pek pe aich phoe oy batal te sambah yang robos jeung jeung kro ta ngie mok khang chveng mot tik hai jeung phlom chumnun 3 dong dambai mon deng shaitan khen zip chen yampi Salat របស់ យើង ហើយ នៅ ពេល នោះ Allah នឹង បណ្ដេញ Shaitan ចេញ អំពី នេះ នៅ ពេល នោះ Usman ibn Abi Al-As គាត់ បាន ត្រឡប់ ទៅ កាន់ Taif វិញ នៅ ពេល ដែល គាត់ សួរ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam អំពី បញ្ហា នេះ ហើយ គាត់ បាន ត្រឡប់ ទៅ កាន់ Taif របស់ ដែល ជា កន្លែង ស្នាក់ នៅ របស់ គាត់ វិញ ហើយ នៅ ពេល នោះ គាត់ បាន ចាប់ ដាំ សាក់ ល្បង ដូច អ្វី ដែល Rasulullah sallallahu alaihi wasallam បាន ប្រាប់ គាត់ នៅ ពេល នោះ គាត់ បាន ធ្វើ ដូច អ្វី ដែល រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ប្រាប់ គាត់ ហើយ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា បាន បណ្ដេញ ឆៃតាន ខេនសិប នឹង ចេញ អំពី សម្បះយ៉ាង របស់ គាត់ រ៉ាវ៉ាហ៊ុល មូស្លីម អាល់ហាំឌូលីលឡាះ បងប្អូន ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ យើង ម្នាក់ ម្នាក់ គឺ ជា អ៊ុម្មាត របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ យើង ត្រូវ តែ អនុវត្ត នៅ នេគា របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ Jeng kuchi umat akhir zaman rabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeng kuchi umat dal iman ksawi. Jek sedang nabi nga da yutfu amat ibadah tu jepuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tang tai chup nu panyaha baib ni. Tang tai chup nu. Ka rung khan rabah iblis syaitan. Dal ke hao chubu ta khinsip nu. Dal we rung khan nu khnu sembah yang rabah jeng. Luch nai. Pratina bat mu ni. We are chui mong pon tang ak khni neu pel na da bang pon tang ak khni sambah yang hai bang pon la lai trou romkhan da iblis shaitan bang pon trou so tha a'udhu billahi minash shaitanir rajim hai bang pon phlom te kan chvei chumnun 3 dong no allah subhanahu wa ta'ala neng bon deing shaitan khin sip nu chanh ampi sambah yang roba jeung alhamdulillah bang pon tang ak che ti salai ប្រតិបត្តិបត្រ មួយ នេះ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា យើង នឹង អាម៉ាល់ យើង នឹង អនុវត្ត ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី យើង ធ្វើ អាម៉ាល់ អ៊ីបាដាហ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ដោយ តាវ៉ាទុ ខុស៊ូ អ៊ីខ្លាស ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ដោយ ជៀស ឆ្ងាយ អំពី ទង្វើ របស់ ឆៃតាន វា មក រំខាន នៅ ក្នុង សម្បះយ៉ាង របស់ យើង ហើយ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា យើង ពេញ ចិត្ត ហើយ បងប្អូន នឹង ជួប យើង នៅ ចំណេះដឹង ខ្លីៗ អំពី សាសនា អ៊ីស្លាម នៅ វីដេអូ ក្រោយ ទៀត وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته